¿Cuánto tiene? Không có gì được cả nó cũng vào lấy về em cắt nó vậy nên là nó theo vậy là nó không bị sổ. Chị nhớ lâu rồi cũng có một lần chị đi cắt tóc ấy, thế là người ta hỏi và là ý tưởng em cổ vệ xong lúc là lúc đi tóc thì mình đi gọi lúc cắt tóc thì lúc nào đầu mình cũng bẩn lắm nên mình treo gọi là cứ đẹp con làm thì nó đẹp hơn. Cổ cắt xong đang cắt tóc em phải làm thì đâu có đem cuốn nó rồi. Xong em giấy cột vàng rồi nói chung em kể lại nói chung em cẩn thận chứ thế đó khi mình cắt như thế cả cái ví dụ người ta đi cửa hàng khác người ta sẽ cắt nó không bằng mình ấy thì người ta lại sẽ quay lại thôi. Cần như cơ quan chị cơ quan chị nhìn quanh lại phụ nữ toàn nắm hết rồi.
cắt sợ được sợ lúc nào cắt xong rồi bắt đầu khỏe và bị sửa lần nào 10 lần đi cả 10 lần nào bắt bị sửa kệ chứ ở đâu mà sẽ có quan cắt tóc em xong mình là mình do mình lựa chọn một lần này cũng tâm không lẽ lần nào sửa nó không được như ý nhưng mà nó chiều dài nó cắt hết đi rồi.